Xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày hôm nay bọn mình sẽ đi làm đất cho một đại gia giàu có nhất của huyện Mường Phương này. Thì công việc của bọn mình đó là lấy lại mặt bằng, cùng với đấy là sẽ múc thêm đất để san phần nào còn thiếu. Còn ít hôm nữa thì người ta sẽ khai trương ký ốt mà người ta đang còn xây để cho thuê. Thì xin mời tất cả mọi người cùng đón xem công việc của mình sẽ được thực hiện như thế nào nhá. Đấy, mời các bạn cùng đón xem. Mọi người thấy hay thì có thể tặng cho video này một nút like nhá. Đây, đây là ký ốt của vị đại gia xây lên để cho người dân thuê. Đầu tiên thì mình sẽ cho máy múc cào đi lớp đất bẩn cũng như là xi măng chết cuốn vào trong móng, thì mình sẽ cào ra. Sau khi cào ra thì mình sẽ phủ thêm một lớp đất. Nhìn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bạn nào có nhu cầu muốn thuê ốt để buôn bán thì có thể là sang bên này thuê được nhá. Thứ nhất là cái ốt này nằm rất là sát với lại trung tâm chợ cũng như là huyện. Thứ hai là mặt tiền rất là đẹp. Đấy, bạn nào có nghề nghiệp ví dụ như là cắt tóc gội đầu hoặc là muốn kinh doanh buôn bán nhỏ thì có thể là qua bên này thuê được nhá. Ông đeo kính này là chủ nhà mọi người này. Ô, ngam nọ.
bọn mình làm xong ở mặt trước và sẽ chuyển sang mặt sau. Đây, đây là mặt sau của tòa nhà mọi người nhá. Bọn mình sẽ cào lớp đất, đất bẩn cũng như là xi măng khô để múc xuống cái hố ga này. Còn thiếu bao nhiêu đất thì chút nữa bọn mình sẽ đi múc ngoài để đổ vào, và sau cùng thì sẽ là lấy mặt bằng cho chuẩn để ít hôm nữa thì... người ta khai trương. Anh đi à? Ừ, đây đây. Men men men. Sao mà đi mà? Ừ, ok ok. Đây là bên trong các cái phòng của ký ốt mọi người này. Thì trong ký ốt sẽ có gian đầu tiên, đó là gian để dành cho buôn bán. Nhìn trông cũng rất là rộng rãi. Còn gian thứ hai sẽ là phòng ngủ. Gian thứ ba đó là phòng bếp cũng như là phòng vệ sinh. Đấy. Đây là phòng ngủ mọi người nhá. Đấy, vẫn là còn chưa hoàn thiện, đang còn sơn chưa xong. Đây là phòng vệ sinh. Thì tất cả các phòng của căn nhà này đều giống nhau mọi người nhá. Cách bố trí thì tất cả đều giống nhau. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem tầng 2. Đó là tầng dành cho những hộ gia đình muốn thuê để ở. Còn tầng dưới thì ta đã biết đó là các ký ốt để buôn bán đúng không ạ? Thì tầng 2 thì chắc chắn là giá giá phòng sẽ rẻ hơn, bởi vì là phòng chỉ để ở chứ không kinh doanh được. Đây. Đây là căn phòng của tầng 2 mọi người này. Trông rất là giống với tầng 1 đúng không ạ? Đấy, cách bố trí phòng đều là như nhau cả nhá. Với một phòng ngủ, một phòng khách và một gian phòng bếp. Đây, đây là phòng ngủ. Có một điều mình không có thích ở cách bố trí cửa của người Lào. Đó là người Lào kể cả ký ốt cũng như là phòng của người dân, tức là phòng của người dân ở bình thường đấy, thì cánh cửa nó lại mở bên ngoài, thực sự là rất là bất tiện đúng không ạ? Đấy, cửa thì bao giờ cũng phải mở bên trong, để có những lúc ta mở ra thì người bên ngoài không bị bất ngờ, cũng như là tránh bị va chạm khi mình mở cửa. Đấy. Bên cạnh nhà tòa nhà có một cái bút xăng mọi người này, cũng khá là thuận tiện cho việc đi lại. Lúc nào hết xăng thì chỉ cần ra
ở ngoài út này, đổi cái là xong. Ở trung tâm thì rất là tiện. Bạn nào thuê phòng thì cũng có thể là để lại số điện thoại hoặc là nhắn tin cho mình nhá, mình sẽ chỉ cách cũng như là liên hệ để cho mọi người có thể là thuê được phòng nếu mọi người muốn thuê để kinh doanh buôn bán làm ăn ở bên này nhá. Sau khi làm mặt bằng xong thì phần nào hơi thấp bọn mình sẽ múc đất ngoài để đổ vào đây. Đây là nơi bọn mình lấy đất nhá. Đấy, một cái mỏ đất rất là to. Đây, mình sẽ lùi xe vào để lấy đất. Bọn mình làm đất ở đây thì được ông chủ nhà rất là hài lòng vì bọn mình lấy được lớp đất đẹp cũng như là phục vụ tận tình. Làm ở đâu cũng vậy thôi, mình nhận tiền của người ta, sau khi làm xong người ta cảm thấy không hài lòng thì thực sự thì mình cũng cầm số tiền đấy về nhà thì cũng nói thật với các bạn là ăn cũng không ngon. Đấy, làm đâu cũng vậy, thật sự uy tín và đảm bảo là người ta hài lòng thì mình mới cho máy về. Đấy, dụng vậy. Đấy, đây là cách mình sẽ san để lấy mặt bằng nhá.
Cuối cùng thì công việc cũng đã hoàn thành. Đấy, cả mặt trước cũng như là mặt sau. Thì công việc xong thì mình cũng xin chúc tất cả mọi người vào xem video. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người.